Bò ngoài hả? Bò ngoài nhờ. Nóng ghét. Ngoài chỉ ăn cỏ cái ngoài mà. Cái này trong được lâu đó. Lâu lắm. Đủ dài. Mới cây nâu. Khoai lang phải không? Khoai dẻo. Đây là đang hiểu ra đi nha, đi vàng luôn. Cái nào ngon nhất? Lý này nên nói anh khoai. Chạy về đây đó. Thơm 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 Thơm
từ mô khó khó. Thơm gì bố? Con như thằng bố nhiều rồi đó. Thơm thơm tho. Thơm tho. Tho rồi. Ý luôn. Này mới đi. Tho. Thơm tho. Bố á dữ sợ. Thơm tho hả? Tho. Mình thì tho thơm. Thơm tho thơm thơm ngon nhau à. Được có thơm ơi bình thường. Thôi thôi, lại thua rồi, lại thua rồi. Mẹ chạy ban nó mày thua rồi. Từ nó làm gì có mà trời. Bắt đầu đi, mình bắt đầu từ thỏ á, thỏ đũa đúng. Phải đôi mình đi cút. Ngoan thế đứng hàng béo giờ chứ mày thế nào? Dặn bữa ra đừng dừng lại nắp phụt bữa ra cái bảnh đi. Đừng có thuê nó chút nó dậy dưới này. Thế nào hả? Thế nào hả? Đủ không? Đủ không? Đủ không? Đúng lắm. Thế mình 10 người mà. 10 người thì coi như đủ đi kia cả trên đấy. Thôi đâu. Bọn em đi một đoàn một thuyền nhé. Thuyền đấy, một thuyền riêng. Gia đình một thuyền riêng. Có cả mấy người lẻ đó. Đây, 2 giờ chồng mà đi xuống đây và kiểm soát. Rồi cho 2 giờ chồng xuống đây, ta đi lẻ. Ta đi chẳng người ta đi. Ta đi một đoàn người ta đi. Sáng tản. Đừng vốt này à. Đừng có đi, đừng có bên nước đi, đừng có lên đi. Chị chị. Hoa tận đâu vậy? Hoa tận đâu? Cá nó ngã thì có thể đi trên thẳng. Chắc có chỗ con thuyền, như bán được con ngã được đến này cho con mang cái đi ha. Mang phao vô hết á, mang phao vô hết á. Mệt chưa? Yeah.
Ai bác dễ thương thế. Nào nào ăn cùng nhau nhờ. Đây, làm món xôi vậy chứ. Quay hai bạc răng trơn rồi. Nghe chú bảo xôi chú bông vào đây cái gì con chú bông bạn gái mình được thì là con chào anh rồi ngủ đủ rồi ngon rồi điện là dùng không dùng nghe mày con điện lại rồi hay con điện lại rồi vào học mày trả điện cái chi vậy à chú có cái máy rồi em rơi trong xe dùng không? À máy di động thì cái chắc là có đâu. Rồi ngon quá, nào đến lần bổ cấp cho hai nhì. Hai nhì sang đây để hai nhì có hình ảnh đóng xôi nữa. Ok mày tay vào đúng quá nè đúng quá hả? Thì dùng hết sức của mình đi rồi chị Hâu sự chờ có con vào bây giờ ra bây giờ cái gì? Cháu không phải là trội nhất em. Cô ca. To nhất. Dạ cháu cắn nhiều to nhất đúng rồi. Cháu cắn nhiều nhiều là hai mẹ con. Chúc ăn ngon. Ăn ngon. Các bạn đi chưa có ly còn nước thế à? Được rồi. Nước ta, nước ta. Chỉ có nước thôi. Lấy nước đi, nước ta. Nước đó thì nước đó đi uống rồi. Ok. Uống đi. Theo quả. Ok. Theo quả ở đây, ai ăn ở đây nhờ nhờ chị Hà nhỉ? Thôi có nhà rồi. Quay đúng lúc thì đang ăn cục chả rồi. Quay thì thiếu một cái à. Hello. Mà chị hơn năng nấu ăn đấy. Cái con cơm ăn thì ăn quay phim điện đưa sang bên nữa nữa. Thắng thôi ạ.